để khẳng định mình. Thầy mời các em chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài 8 của phần sinh học lớp 10. Đó là cấu trúc của tế bào nhân thực phần 1. Ở tế bào nhân thực thì đã có màng nhân và cấu trúc của tế bào nó phức tạp hơn rất nhiều so với tế bào nhân sơ. Phức tạp hơn rất nhiều tế bào nhân sơ chỉ có vùng nhân với một phân tử ADN dạng vòng và tế bào chất của nó thì rất đơn giản chỉ có ribosome mà chưa có các bào quan khác nhưng mà ở tế bào nhân thực thì nó phức tạp hơn tính chuyên hóa nó cao hơn rất nhiều và ở đấy có rất nhiều các bào quan để thực hiện các chức năng Đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Đây. Đây là tế bào động vật. Có màng tế bào, có tế bào chất chứa đầy đủ các bào quan, có nhân tế bào. Đây là tế bào thực vật. Có màng tế bào, có tế bào chất có đủ các loại bào quan và có nhân tế bào. Như vậy, đặc điểm chung nhất của tế bào thực vật và tế bào động vật gọi là chung là tế bào nhân thực thì thứ nhất là có màng tế bào chất và nhân tế bào tế bào nhân thực phải có đủ ba thành phần đấy và đặc điểm thứ hai là tế bào chất có nhiều loại bảo quan Trong khi ở nhân sơ chỉ có một loại bảo quan là ribosome thôi Anh này có nhiều loại bảo quan Và Tế bào chất được xoang hóa Xoang hóa này có nghĩa là do hệ thống nội màng hệ thống nội màng nó ngăn cách thành tế bào chất thành các vùng nhỏ các vùng xoang hóa như vậy cho nên là có nhiều loại bảo quan và được xoang hóa thành nhiều cái xoang nhỏ trong đó thành nhiều xoang nhỏ phân chia thành các xoang nhỏ đây ngăn thành các cái ô các ô này có hệ thống nội màng để ngăn cách Muốn xoang hóa này thì phải có hệ thống nội màng Hệ thống nội màng này ngăn cách tế bào chất Thành các cái phòng nhỏ đó đấy Giống như một căn biệt thự To lớn thì có các phòng nhỏ Mỗi phòng là một xoang hóa như vậy Một cái xoang nhỏ Mỗi phòng thực hiện những chức năng riêng thì Đặc điểm chung nhất của tế bào nhân thực là như vậy Đấy là hai cái đặc điểm chung nhất của tế bào nhân thực. Về kích thước thì tế bào nhân thực nó lớn hơn tế bào nhân sơ. Bởi vì nó chứa các bào quan này. Tế bào chất có nhiều loại bào quan và được xoang hóa cho nên là dần tới nó phải lớn. Nó phải to lớn. Còn ở tế bào nhân sơ thì tế bào chất rất đơn giản cho nó nhỏ bé thôi. Cái đặc điểm chung của tế bào nhân thực là như vậy và sau đây chúng ta để đi vào các cái cấu trúc của tế bào nhân thực, đi vào nhân tế bào, đi vào các bào quan, sau đó là đi vào màng tế bào. ở buổi hôm nay chúng ta chỉ đi vào nhân tế bào và một số bào quan thôi. Ở bài học hôm nay, xin mời các em. thứ nhất là bào quan nhân tế bào, nhân tế bào xem như đó là một bào quan, nhưng thực tế người ta tách nó thành một cái nhân riêng cũng được, mà xem nó là một bào quan cũng có thể chấp nhận được. đây, nhân tế bào là có Bên ngoài là màng nhân này. Bên trong này là có nhiễm sắc thể đây, thể này. Và có các cái nhân con này là chứa ARN ribosome. Và cái nhân này chúng ta nhớ rằng là quan trọng nhất là chứa chất nhiễm sắc, tức là chứa nhiễm sắc thể. Cái nhân tế bào này có hai ý cần nắm vững nhất ở nhân tế bào. Thứ nhất đó là mang bồ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài ví dụ như ở người chúng ta thì bồ nhiễm sắc thể là hai n bằng bốn sáu thì bốn sáu nhiều nó thể đấy là nằm ở trong nhân chứ nó mang bộ như nó thể đặc trưng cho loài vì mang bộ như nó thể đặc trưng cho loài cho nên là nhân tế bào là có chức năng là lưu trữ thông tin di truyền. Chân dẫn tới là lưu trữ thông tin di truyền. Cái bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài là đặc trưng. Loài người là 46, loài gà là 78, loài ruồi giống là bằng 8, vân vân thì cái bồ nhiễm thể đấy là nằm ở trong nhân và nhân có nhiệm vụ bảo vệ bồ nhiễm thể đấy và nó thực hiện cái chức năng lưu trữ truyền đạt thông tin di truyền thứ hai là nhân sẽ điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào thông qua cái thông tin di truyền này Điều khiển hoạt động sống của tế bào Nó điều khiển thông qua quá trình Điều khiển tổng hợp Protein Các Thông tin di truyền ở trong nhân tế bào Sẽ thực hiện phiên mã ra RN Rồi dịch mã ra protein Để điều khiển các hoạt động sống Protein đó sẽ trở thành enzyme Trở thành hormone Trở thành kháng thể trở thành các cấu trúc của tế bào để thực hiện các chức năng cấu tạo chức năng hoạt động của tế bào chân nhân trở thành điều khiển hoạt động tế bào vì nhân điều khiển hoạt động nhân khi bị mất nhân thì tế bào sẽ sống được một thời gian ngắn và chết đi hồng cầu của người đã bị mất nhân và nó sống một thời gian khoảng tối đa là 105 ngày sau đó nó bị chết đi không thể sinh sản được nữa nó bị chết đi khi bị mất nhân là sống một thời gian sau đó bị chết là vì không có nhân thì không có thông tin di truyền thì không có quá trình điều khiển các hoạt động sống khác nó không điều khiển được nó không tự điều khiển được chính mình trên hồng cầu hồng cầu nó trôi nổi trong mạch máu sau một thời gian nó, nó bị phân hủy đấy là nhân trong nhân thì có nhiễm sắc thể có nhân con có màng nhân có lỗ nhân vân những cái đó là những cái mà chúng ta tìm hiểu thêm còn trọng tâm nhất là mang bồ nhiễm đắc thể mà đã có màng nhân gọi là nhân chính thức đã có nhân phải có màng nhân màng nhân đây đây là lớp màng nhân bao quanh bên ngoài và điều khiển hoạt động sống của tế bào lưu ý hai đặc điểm quan trọng nhất của nhân nhân giống như trung tâm điều khiển bảo quan thứ hai Bào quan thứ hai là lưới nội chất. Lưới, lưới là một cái mạng lưới. Nội chất là bên trong. Mạng lưới ở bên trong tế bào gọi là mạng lưới nội chất. Đây. Có hai loại lưới nội chất. Lưới nội chất hạt là có các hạt ribosome. Và lưới nội chất trơn thì không có hạt ribosome không có ribosome có hai loại lưới như vậy lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn đúng chưa vậy? vậy thì cái lưới nội chất này là hệ thống nội màng và nó ngăn cách tế bào chất thành các xoang nhỏ là nhờ chủ yếu hệ thống lưới nội chất đây. Chứ có hai loại, một là lưới nội chất hạt. Anh này là có các hạt ribosome đây. Có các bào quan ribosome. Vì có bào quan ribosome nên gọi là hạt Các hạt ấy. Ribosome rất nhỏ chấm lên như các hạt Và ribosome là nơi tổng hợp protein Cho nên là lưới nội chất hạt này Là nơi tổng hợp protein cho tế bào Nơi tổng hợp protein cho tế bào đó là lưới nội chất hạt. Lưới thứ hai là lưới nội chất tơ. Lưới chất tơ thì nó nằm, nó trơn thế này, nó tơ này, nó hình dạng ống rồng tơ này, nó nằm gần màng tế bào. Lưới nội chất hạt thì gần gần màng nhân, đây là nhân đây, nhân. Lưới nội chất hạt này nha, là nằm ở gần nhân. Còn lưới nội chất tơ thì nằm ở gần màng tế bào. Hai lưới này dính với nhau từ trong nhân tế bào ra tế bào chất thì nhân tế bào xong đến lưới nội chất hạt xong đến lưới nội chất trơn rồi mới đến màng sinh chất ta nhìn hình dạng đây lưới nội chất trơn có các ống nhỏ này không có hạt ribosome trên không tổng hợp protein mà đây là nơi tổng hợp lipid và khử độc tổng hợp lipid và thực hiện chức năng khử độc cho tế bào thực hiện chức năng khử độc cho tế bào tổng hợp lipid và khử độc Đấy. cho nên là những cái người nào mà uống thường xuyên uống nhiều rượu thường xuyên uống nhiều rượu rượu là một chất độc thì những người nào mà thường xuyên uống nhiều rượu thì độc tố ở trong người nhiều thì cái tế bào gan của họ là có lưới nội chất trơn này rất phát triển để có chức năng là khử độc khử độc cho tế bào Gan của họ sẽ có lưới nội chất phát triển Tế bào gan sẽ có lưới nội chất phát triển Mà lưới nội chất này là lưới nội chất trơn Để chức năng khử độc Giải phóng độc tố Rượu là một chất độc Cho nên là lưới nội chất trơn Là cái nơi khử độc Là cái nơi tổng hợp lipid Và chúng ta biết rằng là Hai loại lưới nội chất này thì là lưới nội chất hạt là phân bố gần vùng màng nhân dính bên màng nhân đó còn lưới nội chất trơn thì phân bố gần màng tế bào tại sao lại phân bố như vậy để làm gì phân bố như vậy để làm gì thì phân bố như vậy là để thực hiện chức năng một cách hiệu quả lưới nội chất hạt có chứa các hạt ribosome để thực hiện tổng hợp protein cho nên nó phải nằm ở gần nhân để đón cái phân tử arn nhân tế bào có chứa adn có chứa các gen nó sẽ tổng hợp ra arn và phân tử arn để đi ra tế bào chất gặp ngay lưới nội chất hạt để tổng hợp protein ngay ở đây cho nên lưới nội chất hạt sẽ chờ sẵn ở màng nhân để đón arn còn lưới nội chất trơn là khử độc mà khử độc thì phải đi ra tế bào chất để khử độc đi ra màng tế bào độc tố sẽ từ môi trường thấm qua màng tế bào rồi mới đi sâu vào tế bào cho nên anh này phải phân bố ở sát màng tế bào để đón độc tố mà tổng hợp mà phân giải. Mà khử độc. Đồng thời nó là tổng hợp lipid mà lipid là thành phần cấu tạo nên màng tế bào cho nó phải gắn với màng tế bào để tổng hợp lipid. Sau đó sản chuyển lipid cho chuyển phospholipid cho màng tế bào để thực hiện cái chức năng cấu tạo nên màng. Cho nên nó vị trí phân bố của nó phải phù hợp với chức năng. Phù hợp với chức năng để thực hiện chức năng cho nó hiệu quả và cho nó tiết kiệm tiết kiệm và hiệu quả là hai cụm từ nó luôn đi với nhau để giải quyết vấn đề năng suất đấy là lưới chất hạt và trơn nhé bảo quan thứ ba là ribosome như lúc nãy thầy nói là lưới nồi chất hạt có bảo quan ribosome đây nó nằm ở đây nằm đây Ribosome có hai tiểu phần là hai hạt hạt lớn hạt lớn và hạt bé hai hạt này dính lại với nhau thành một cái tiểu phần ribosome và nó đính ở lưới chất hạt cho nên bốn lớn bốn lớn à, ba lớn là ribosome nhé ba lớn là ribosome ribosome này này ribosome này này nhé đó là cái bào quan tổng hợp protein cho tế bào bên này là lưới nội chất các em nhé lúc này ta học là lưới nội chất bây giờ ta học cái này là ribosome ribosome này là có ở tế bào nhân thực và cũng có ở tế bào nhân sơ có cả nhân sơ cũng có nhân thực có nhưng mà anh này nhân thực là nó kích thước lớn hơn nhân sơ và nó thực hiện tổng hợp protein nó có thể đính ở trên màng của lưới nội chất hạt nhưng cũng có những ribosome là nằm tự do trong tế bào có những ribosome nằm tự do trong tế bào chứ không phải ribosome nào cũng nằm ở đây nhé trên nên ta có là ribosome này là có ribosome đính trên lưới nội chất hạt và ribosome nằm tự do trong tế bào chất tế bào chất thầy viết tắt hai loại ribosome này nó thực hiện hai cái loại chức năng khác nhau ribosome nằm trong tế bào chất thì thực hiện chức năng tổng hợp các cái loại protein nằm trong tế bào chất của tế bào các cái loại enzyme các cái chất ở trong tế bào chất của tế bào còn ribosome đính trên lưới nội chất hạt thì chủ yếu là tổng hợp các loại protein để bài xuất ra ngoài đó là các học môn đó là các enzyme để bài xuất ra ngoài vân vân cho nên có hai loại ribosome này thực hiện tổng hợp protein nhưng mà các loại protein thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nếu là protein nằm trong tế bào chất thì thường là do ribosome tự do tổng hợp còn protein bài xuất ra ngoài bài xuất ra ngoài học môn kháng thể vân vân thì là do ribosome đính trên lưỡi nội chất tổng hợp có hai loại biểu sâu như vậy chúng ta sang bốn lớn là bộ máy gôn ghi cái bộ máy gôn ghi các em thấy chữ gôn Gol, này chữ gôn ghi này là viết hoa là vì gôn ghi này là một nhà bác học tên là gôn ghi phát hiện ra bộ máy này chứ chúng ta viết hoa ông gôn ghi phát hiện ra đây đây là một bộ máy gôn ghi đây Gấp khúc Gấp khúc Để làm gì Để nó đóng gói và chế biến Các cái sản phẩm do lưới nội chất tổng hợp ra Tên lưới nội chất hạt Tên lưới nội chất hạt Có các ribosome Làm nhiệm vụ tổng hợp protein Để bài xuất ra ngoài ví dụ như protein hormone môn hoặc protein kháng thể bài chất ra ngoài hoặc protein là các enzyme tiêu hóa bài chất vào ống tiêu hóa thì anh lưới nội chất hạt này là nằm gần với màng nhân như lúc nãy thầy nói màng nhân ARN sau khi được tổng hợp ở trong nhân thì đi ra gặp lưới nội chất hạt để tổng hợp protein tổng hợp xong rồi thì nó đóng thành các túi chuyển đến bộ máy gôn ghi bộ máy gôn ghi sẽ chuyển hóa sẽ chuyển hóa sẽ chế biến sẽ chuyển hóa các cái này chế biến chuyển hóa để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm đó sẽ bài xuất ra tế bào sẽ bài xuất ra tế bào. Đúng chưa? Hoặc sản phẩm đó sẽ đi vào bào quan lysosome để hình thành nên lysosome. Hình thành bào quan lysosome. Đấy là chức năng của máy ghi Như vậy là gồm có chế biến này, đóng gói sản phẩm và đưa ra ngoài hoặc đưa đến những cái nơi mà tế bào cần. Được chưa? Đấy. Như vậy về chức năng bộ máy Golgi Chúng ta biết rằng là bộ máy gôn ghi này sẽ làm nhiệm vụ chức năng là Đóng gói Chế biến Các cái sản phẩm tiết các cái sản phẩm tiết của tế bào. Và vì đóng gói chế biến ra làm, làm tiết, nên nó phải nằm ở gần lưới nội chất hạt để đón nhận hàng, nó nhận nguyên liệu từ lưới nội chất hạt, chế biến, đóng gói và bài xuất ra ngoài. Một hệ thống tấm hình cung xếp song song này. Đấy. Đấy là lưới nội chất, là lưới bộ máy gồm kinh Thế nên trong tế bào là có các bào quan thực hiện chức năng, nó liên thông với nhau, nhân tổng hợp ARN, ARN đi ra lưới chất hạt để tổng hợp protein, protein đó đóng gói đưa đến bộ máy ghi để chế biến, chế biến xong đưa ra ngoài hoặc là đưa đến lysosome, đúng chưa? Đấy, OK chưa? Chúng ta đi một số câu hỏi. Vì sao khi bị mất nhân thì tế bào phải chết? Như lúc nãy thầy vừa giảng các em. Mất nhân thì sẽ mất thông tin di truyền. Vì nhân là cấu trúc chứa nhiễm đắc thể chứa thông tin di truyền của tế bào. Cho nên nếu mất nhân thì sẽ mất thông tin di truyền, sẽ mất cái quá trình tổng hợp ARN để tổng hợp protein. Cho nên tế bào đã mất nhân, một tế bào đang bình thường, chúng ta lấy nhân của nó đi, thì tế bào đó sẽ chết. Trong quá trình phát triển cơ thể, có những tế bào nó được biệt hóa để mất nhân. Ví dụ như tế bào hồng cầu, nó mất nhân đi, để lỏng hai mặt, cho nó nhỏ, dễ luồn lách trong mau mạch. Thì khi mất nhân như vậy, thì hồng cầu cũng sống được một thời gian sau, là bị chết đi. Và cũng có những tế bào có nhiều nhân Tế bào đa nhân Có những tế bào có nhiều nhân Chứ mày không phải tế bào nào chỉ có một nhân đâu nhé Tức là sẽ có 3 loại tế bào Tế bào một nhân là tế bào điển hình Còn cũng có những tế bào không có nhân Do quá trình biệt hóa Ví như hồng cầu Cùng có một số loại tế bào là có nhiều nhân Đa nhân Để kéo dàn Cái quá trình cái Kích thước tế bào ra Ví dụ như sợi cơ Sợi cơ là là hình thoi và có thể có nhiều nhân là vì trong quá trình phân bào là nó không tách thành các tế bào riêng rẽ mà nó nhập thành cái sợi sợi cơ như vậy thành sợi Thế nên là nhân rất quan trọng bên cạnh nhân tế bào thì các cái bào quan cũng rất quan trọng nó thực hiện các chức năng sống nhưng nhân được xem là quan trọng nhất nó lưu trừ bồ nhiễm sắc thể lưu trừ thông tin di truyền của tế bào Cho nên các em lưu ý cho thầy là cái quá trình học thì chúng ta phải nắm cơ bản còn lưới nội chất hạt, lưới chất trơn Nó cũng đóng vai trò Lưới chất trơn thì khử độc Tổng hợp lipid Lưới nội chất hạt thì tổng hợp protein Bộ máy con ghi thì chế biến Ông có sản phẩm Vân vân Đấy. Ở bài tới chúng ta tiếp tục học Phần 2 Đó là các bảo quan tiếp theo Bảo quan lục lạp, bảo quan ty thể Là hai bảo quan đóng vai trò Chuyển hóa năng lượng trong tế bào Rất quan trọng hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo